Tình hình dịch bệnh COVID-19 đến tối ngày 24 tháng 11. Bình Dương cảnh báo hơn 80% người tiêm vaccine vẫn mắc COVID-19. Hải Phòng phát sinh ổ dịch 19 ca COVID-19 tại một xưởng may. Đà Nẵng thêm 60 ca COVID-19, có 25 ca cộng đồng. Quý vị đang đến với bản tin dịch bệnh COVID-19 trên kênh Tin Tức Việt. Mời quý vị cùng cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, số ca mắc mới và tình hình điều trị COVID-19 ngay sau đây. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đến tối ngày 24 tháng 11. Số ca mắc COVID-19 của Cần Thơ và Tây Ninh ngày hôm nay đã vượt Bình Dương, cao thứ 2 và thứ 3 trên cả nước. Tối 24 tháng 11, Bộ Y tế thông báo cả nước có 11.811 ca COVID-19 mới, gồm 22 ca nhập cảnh và 11.789 ca trong nước. 59 tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận các ca mắc mới, đáng chú ý là có 6.578 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1.666 ca, Cần Thơ 766 ca, Tây Ninh 754 ca, Bình Dương 696 ca, Đồng Tháp 625 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 586 ca, Đồng Nai 580 ca, Vĩnh Long 482 ca, Bình Thuận 470 ca, Sóc Trăng 425 ca, Bạc Liêu 418 ca, Kiên Giang 369 ca, Bến Tre 300 ca, Trà Vinh 299 ca, Hà Nội 274 ca, Bắc Ninh 241 ca, Cà Mau 224 ca, Hậu Giang 198 ca, Khánh Hòa 183 ca, An Giang 181 ca, Đắk Lắk 152 ca, Bình Phước 145 ca, Hà Giang 144 ca, Vĩnh Phúc 133 ca. Ngoài ra Bình Định có 133 ca, Nghệ An có 132 ca, Thanh Hóa có 98 ca, Quảng Nam có 97 ca, Đắk Nông có 95 ca, Long An 90 ca, Thừa Thiên Huế 82 ca, Hòa Bình 63 ca, Đà Nẵng 60 ca, Tiền Giang 60 ca, Nam Định 56 ca, Quảng Ngãi 50 ca, Ninh Thuận 47 ca, Thái Bình 45 ca, Hải Phòng 36 ca, Quảng Trị 35 ca, Phú Yên 33 ca, Tuyên Quang 29 ca, Gia Lai 29 ca, Phú Thọ 26 ca, Hải Dương 24 ca, Lâm Đồng 24 ca, Hà Nam 24 ca, Quảng Ninh 22 ca, Hà Tĩnh 22 ca, Bắc Giang 20 ca, Cao Bằng 11 ca, Thái Nguyên 8 ca, Hưng Yên 8 ca, Điện Biên 7 ca, Kon Tum 5 ca, Ninh Bình 5 ca, Lai Châu 1 ca, Lào Cai 1 ca, Bắc Cạn 1 ca. Như vậy, số ca mắc COVID-19 kể từ đầu dịch đến nay là 1.155.778 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày 24 tháng 11, cả nước có 25.951 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.533 bệnh nhân, tăng hơn so với ngày hôm trước. Trong ngày ghi nhận 125 ca qua đời, tại thành phố Hồ Chí Minh 62 ca, Bình Dương 15 ca, Đồng Nai 11 ca, Kiên Giang 5 ca, Cà Mau 5 ca, Sóc Trăng 4 ca, Tây Ninh 3 ca, Đồng Tháp 3 ca, Cần Thơ 3 ca, Bình Thuận 2 ca, Long An 2 ca, Bạc Liêu 2 ca, Trà Vinh 2 ca, Hà Giang 1 ca, Khánh Hòa 1 ca, Đắk Lắk 1 ca, Ninh Thuận 1 ca, Bình Phước 1 ca, Hậu Giang 1 ca. Về tình hình tiêm chủng, việc tiêm chủng được đẩy mạnh trên khắp cả nước. Chỉ trong ngày 23 tháng 11, có 2.030.162 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 112.944.634 liều, trong đó tiêm một mũi là 67.824.005 liều, tiêm mũi hai là 45.120.629 liều. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Bình Dương cảnh báo hơn 80% người tiêm vaccine vẫn mắc COVID-19. Tối 24 tháng 11, Sở Y tế Bình Dương đưa ra cảnh báo số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vẫn còn diễn biến phức tạp, bởi qua ghi nhận có hơn 80% số ca F0 dù đã tiêm vaccine từ 1 đến 2 mũi nhưng vẫn nhập viện, trong đó có nhiều trường hợp không qua khỏi. Trong ngày 24 tháng 11, Bình Dương ghi nhận thêm 15 bệnh nhân qua đời, nâng tổng số người qua đời do COVID-19 trong đợt dịch thứ tư lên 2.643 người. Cũng theo ngành y tế Bình Dương, trong số các ca bệnh mới, có đến 5-10% số người hiện chưa tiêm vaccine. Việc ghi nhận này khiến cho ngành y tế tỉnh Bình Dương lo ngại, bởi mặc dù đã tiêm 4.241.585 liều trên 4.520.214 liều được phân bổ, 2.442.041 liều mũi 1 và 1.799.544 liều mũi 2. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn vẫn còn nhiều người chưa tiêm vaccine do nhiều lý do khác nhau, như đang trong thời kỳ điều trị các bệnh khác và có người có lý do khách quan nên chưa được tiêm.
Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết, số ca chưa tiêm vaccine dễ bị mắc COVID-19 và diễn tiến nặng, dẫn đến nguy cơ qua đời cao hơn so với người đã tiêm vaccine. Cụ thể, người đã tiêm vaccine đầy đủ, rủi ro nhập viện giảm xuống còn dưới 30%. Người chưa tiêm có tỷ lệ nhập viện trên 70%. Cùng với đó, số người chưa tiêm vaccine xảy ra qua đời chiếm đến 75% trong số các ca bệnh nặng. Theo đó, ngành y tế yêu cầu những người chưa tiêm vaccine đến ngay các trung tâm y tế huyện, thị xã để được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Cũng theo thông tin của ngành y tế, hiện nay mặc dù trên địa bàn tỉnh Bình Dương phần lớn đã tiêm một mũi và hơn 80% tiêm mũi 2, nhưng do biến thể Delta rất dễ lây bệnh nên số F0 trong cộng đồng vẫn còn rất lớn. Trong đó có đến 45% người lao động tại các doanh nghiệp. Hiện trên địa bàn Bình Dương có trên 8.000 F0 đang điều trị tại nhà. Trong khi đó, theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, trong 24 giờ qua trên địa bàn tiếp tục phát hiện 698 ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm PCR và đã có đầy đủ các thông tin dịch tễ. Số ca mắc tăng tại thị xã Bến Cát, thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một, huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên. Qua sàng lọc cộng đồng phát hiện đến 12,5% số người mắc và trong khu phong tỏa là 61,2%, còn lại ở trong các cơ sở y tế. Như vậy, tính từ đợt dịch thứ tư sau khi đăng ký bổ sung thêm thông tin 28.000 ca F0, đến nay tỉnh Bình Dương đã ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 lên đến 278.102 ca. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Hải Phòng phát sinh ổ dịch 19 ca COVID-19 tại một xưởng may. Hải Phòng đã ghi nhận một ca COVID-19 tại xưởng may Toàn Thắng, thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng vào ngày 23 tháng 11. Xưởng may này có tổng cộng 95 công nhân liên quan đến nhiều xã thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng, gồm Toàn Thắng, Tiên Minh, Tiên Thắng, Quang Phục, Bạch Đằng, Đông Hưng và một lái xe đưa ca dương tính đi bệnh viện. Tính đến 8 giờ ngày 24 tháng 11, ngành y tế phát hiện thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại xưởng may Toàn Thắng. Như vậy, tổng số F0 liên quan đến xưởng may này đã lên tới 19 trường hợp. Hôm nay, đoàn công tác của Sở Y tế, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Tiên Lãng đã đi kiểm tra và chỉ đạo các biện pháp nghiệp vụ đáp ứng với ổ dịch tại xưởng may Toàn Thắng. Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng chỉ đạo phong tỏa toàn bộ xã Toàn Thắng trong ngày 24 tháng 11 để triển khai lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân 7 thôn trên địa bàn xã với 4.300 nhân khẩu. Mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Đà Nẵng thêm 60 ca COVID-19, có 25 ca cộng đồng. Trong ngày 24 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 60 ca COVID-19, trong đó 10 ca cách ly tập trung, 23 ca cách ly tại nhà và 1 ca trong khu phong tỏa, 1 ca về từ ngoài tỉnh và 25 ca cộng đồng. Cụ thể, trong các ca cộng đồng có đến 9 ca được lấy mẫu tại công ty Hữu Nghị và 1 ca lấy mẫu tại công ty Việt Hoa. Các ca cộng đồng còn lại gồm 1 ca lấy mẫu tiểu thương chợ Chính Gián, 1 ca đến trung tâm y khoa Phúc Khang test nhanh, 1 ca về từ Phú Yên, 2 ca đến bệnh viện Tâm trí xét nghiệm, 4 ca đến bệnh viện 199 xét nghiệm, 1 ca là công an quận Liên Chiểu, 1 ca làm công ty Hữu Nghị đến phòng khám Hòa Khánh xét nghiệm, 1 ca đến bệnh viện Hoàn Mỹ xét nghiệm, 1 ca đến phòng khám Y Đức xét nghiệm, 1 ca đến trung tâm y tế quận Sơn Trà xét nghiệm và 1 ca có triệu chứng đến khám tại trung tâm y tế quận Thanh Khê. Ngành y tế nhận định số ca mắc trong ngày liên quan 17 chuỗi lây nhiễm đều có nguy cơ cao. Hiện toàn thành phố Đà Nẵng đã có 133 điểm phong tỏa cứng và 16 cơ sở cách ly. Tính từ ngày 16 tháng 10 đến nay, địa phương này đã ghi nhận 660 ca mắc COVID-19. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục mới nhất và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới trong các bản tin được phát sóng hàng ngày, hàng giờ trên kênh Tin Tức Việt. Tạm quên đi những tin tức dịch bệnh chúng tôi vừa đề cập, mời quý vị cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.